nhập khủng nhưng ai cũng choáng khi bước vào nhà của Bảo Anh. So với tưởng tượng của khá nhiều người thì nhà của Bảo Anh lại khá giản dị và ấm cúng. Là ca sĩ nổi tiếng có thu nhập khủng nhưng ít ai biết rằng Bảo Anh vẫn sống chung với bố mẹ và em gái. Ngôi nhà của nữ ca sĩ khá giản dị và cũng bình thường như bao gia đình khác. Phòng khách nhà Bảo Anh có nội thất bằng gỗ là chủ yếu và được bày biện khá gọn gàng, ngăn nắp dù có nhiều đồ. Một góc phòng khách của nhà nữ ca sĩ, trong góc bày tủ ly rượu, cạnh đó là tivi và các thiết bị đồ điện tử. Tường cạnh cầu thang là thiết kế mở tạo không gian thoáng cho căn nhà. Bộ bàn ghế gỗ được kê đối diện kệ tivi. Toàn bộ phòng khách khi nhìn từ trên cầu thang xuống. Mặc dù không quá rộng rãi nhưng phòng bếp và phòng khách vẫn được nối liền nhau ở chung một tầng. Nội thất căn bếp cũng chủ yếu là đồ gỗ tông suyệt tông với phòng khách. Một góc phòng ngủ của bố mẹ Bảo Anh, trên tường có treo bức ảnh chụp chung của hai người. Phòng em gái Bảo Anh lại khá đơn giản, không quá cầu kỳ, với giường ngủ được kê sát cửa sổ. So với em gái thì phòng ngủ của Bảo Anh lại được trang trí khá hiện đại với nhiều đồ đạc bên trong. Thay vì giường gỗ tối màu thì giường của Bảo Anh lại có tông màu trắng trẻ trung, sáng sủa. Đối diện đó là tivi và các kệ tủ cùng tông màu với giường. Đàn piano được cô nàng kê ở góc phòng cạnh cửa đi lại. Trên đó để những món quà, tranh ảnh mà người hâm mộ tặng cho cô nàng. Một góc sân thượng ở nhà được cô nàng chia sẻ với người hâm mộ. Phi Thanh Vân ngã quỵ trên sân khấu khi đang hát. Các vũ công phải dìu Phi Thanh Vân đứng dậy để nghe nhận xét của bình luận viên sau khi cô thể hiện ca khúc Lý Cây Đa. Tối ngày 11 tháng 6, tập 6 chương trình Sinh Ra Để Tỏa Sáng chính thức lên sóng truyền hình. Ngày 2, nghệ sĩ bình luận xuyên suốt là nhạc sĩ Đức Huy và danh hài Việt Hương. Chương trình còn mời nghệ sĩ chuyên chơi nhạc cụ dân tộc Hải Phượng là khách mời đánh giá các tiết mục dự thi. Vẫn tiếp tục thử thách bản thân với việc hát thể loại dân ca Bắc Bộ. Tuần này, diễn viên người mẫu Phi Thanh Vân được huấn luyện viên Nhí Quốc Công hướng dẫn hát ca khúc Lý Cây Đa. Ngay từ clip hậu trường ghi lại buổi tập luyện, Phi Thanh Vân đã bày tỏ sự khó khăn khi xử lý ca khúc. Dù rất cố gắng và đầu tư kỹ lưỡng về phần trang phục, vũ đạo, song khi cất tiếng hát trên sân khấu chính của chương trình, Phi Thanh Vân để lộ rõ nhược điểm, hát hụt hơi trên nhịp ở một số đoạn. Đặc biệt, ngay sau khi hát câu kết, nữ hoàng giao kéo bất ngờ ngã quỵ ngay tại khu vực đứng biểu diễn, khiến cho các vũ công phải hỗ trợ nâng cô đứng dậy. Trong phần nhận xét, Việt Hương cho biết cô muốn rụng tim khi vừa nghe Phi Thanh Vân hát, vừa phải vỗ tay để nữ diễn viên thể hiện cho đúng nhịp. Việt Hương cũng cảm thấy tội nghiệp cho huấn luyện viên Nhí Quốc Công vì bé rất lo lắng, hồi hộp trong suốt quá trình Phi Thanh Vân biểu diễn. Đồng quan điểm với Việt Hương, nhạc sĩ Đức Huy nói, thường người lớn mới chịu sức ép, lần này Quốc mới 14 tuổi mà em đã phải chịu sức ép rồi. Tiếp lời Đức Huy, Việt Hương còn nói thêm, em trèo đi đâu không biết, nhưng chị là trèo lên đến được cái giường chuẩn bị truyền nước biển rồi đó Vân. Em thi cử mà làm cho tôi, huấn luyện viên, rồi ban bình luận người ta hồi hộp theo em. Nghệ sĩ Hải Phượng thì cho rằng, chắc là trèo lên quan dốc, mà trèo nhiều quá nên đôi khi bị hụt chân và mọi người hụt theo. Mình cảm thấy rất thương cho huấn luyện viên. Để chữa cháy cho đồng nghiệp, MC Đại Nghĩa nhấn mạnh khả năng hát dân ca không phải sở trường của Phi Thanh Vân, nên xin mọi người thông cảm và hãy nhìn vào sự nỗ lực tập luyện để ủng hộ diễn viên cô gái xấu xí. Mặt phần trình diễn còn mắc nhiều lỗi, Phi Thanh Vân vẫn năn nỉ khán giả bình chọn cô để góp phần nhỏ ủng hộ vào Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam. Ông trùm Hoàng Béo đã rải tiền để tán đổ hot girl Ngọc Miu như thế nào? Gia đình khá giả cơ bản. Trước khi bị bắt, Ngọc Miu được coi là hot girl có tiếng một thời tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngọc Miu từng được biết đến là hot girl trước đây, tham gia đóng nhiều video ca nhạc.
Được biết, anh Ngọc được sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3. Trước kia, Ngọc Miêu được mọi người nhận xét là một người con gái có vẻ đẹp hiền hòa, dáng người cao, dễ mến lại khéo ăn nói. Với những điều đó, Ngọc Miêu chiếm được nhiều tình cảm của mọi người và nhiều chàng trai cũng để ý tới cô. Ngọc Miêu từng tham gia nhiều hoạt động phong trào ở nơi mình sinh sống. Với hoài bão lớn khi học xong, thông qua vài người bạn, Ngọc Miêu đã dần tiếp xúc với những người có tiền, giàu có địa vị trong xã hội. Ngọc Miêu tình cờ quen biết với Dương trong thời gian tham gia đóng một vài video clip ca nhạc cho các ca sĩ có tên tuổi như Đan Trường, Cao Thái Sơn. Về phần Dương, sau khi bà Trùm Hoàng Phương Lam, sinh năm 1979, ngụ thành phố Hà Nội, vợ ông Trùm đã dính vào đường dây ma túy và bị bắt, nên Dương phải chạy trốn vào miền Nam. Tại đây, y đã thay đổi tên tuổi, thiết lập lại đường dây ma túy và cũng tình cờ quen với Ngọc Miêu. Khi tình cờ bắt gặp Ngọc Miêu, ông Trùm đã để ý rồi tán tỉnh hot girl. Trong thời gian là bạn gái của ông Trùm Hoàng Béo, Ngọc Miêu không xuất hiện trên các video, clip ca nhạc nữa. Tuy nhiên, hot girl lại tung lên mạng xã hội những bộ ảnh trong trang phục mát mẻ. Khi quen biết và trở thành người tình của ông Trùm, Ngọc Miêu được ông Trùm cung phụng thuê một căn hộ cao cấp ở tòa nhà Bắc Sơn Hùng Vương, phường 12, quận 5. Trong thời gian đầu, Ngọc Miêu cùng ông Trùm thường xuyên đi chơi ở nhiều nơi như các trung tâm thương mại lớn, căn hộ cao cấp. Cũng từ đây, người đẹp đã dần bị lôi vào đường dây của Hoàng Béo. Chị Anh môi chạm môi Khánh Thi khi song ca Trái Tim Không Ngủ Yên. Tối ngày 10 tháng 6 tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội đã diễn ra đêm live show kỷ niệm 25 năm của Khánh Thi. Như đã hứa hẹn, Khánh Thi và ekip đã mang một đêm diễn đầy cảm xúc cho khán giả với gần 40 tiết mục đặc sắc khuấy động không khí tại Cung Thể thao Quần Ngựa. Đêm live show được chia làm 3 phần, từ hồi ức đến những ước mơ lớn và con đường hiện tại của Khánh Thi. Gây bất ngờ và nỗ lực trong suốt mấy tháng luyện tập là Khánh Thi đã tham gia xuyên suốt 30 tiết mục khiến cho khán giả phải ngưỡng mộ. Phần 1, Khánh Thi xuất hiện như một nữ hoàng chạm đến ngôi sao danh vọng với những hình ảnh khi cô còn là bé con, được bố cho đi học võ. Hơn là thích chơi đàn giống người anh của mình, nghệ sĩ violon Xuân Huy. Dù một ngày tình cờ cô bé Khánh Thi phát hiện mình thích học múa, từ đây cuộc đời của cô gắn liền với múa và nhảy. Phần 2, kể về thời gian Khánh Thi và Chí Anh có duyên gặp gỡ, cùng nhau đi du học và tình yêu của họ nảy nở từ đây. Vinh quang họ gặt hái cũng từ đây. Những hình ảnh của Khánh Thi, Chí Anh được đan xen giữa hiện tại và quá khứ để khán giả phần nào hiểu được những tháng ngày họ sang Pháp học vô cùng gian khổ, vất vả. Chí Anh thì đi bốc vác, đứng bếp, rửa bát, còn Khánh Thi thì làm công việc dọn nhà, đi may thuê để kiếm thêm tiền ra tiền học phí đắt đỏ. Cũng tại phần này, Chí Anh và Khánh Thi đã có màn song ca ngọt ngào với ca khúc Trái Tim Không Ngủ Yên, như muốn nhắc lại tình yêu mặn nồng một thuở của hai người. Kết thúc màn song ca, Chí Anh đã không ngần ngại trao cho Khánh Thi một nụ hôn chạm nhẹ môi Khánh Thi, còn Khánh Thi thì dường như trong tích tắc lặng im cảm nhận những gì đã trải qua trong quá khứ. Sau màn song ca, cặp đôi dìu nhau những bước nhảy tình tứ đã đưa họ đến với vinh quang một thời. Kết thúc phần 2 cũng là kết thúc một mối tình 7 năm gắn bó. Khánh Thi đưa khán giả trở lại với cuộc sống hiện tại của cô, ngay cô quyết định nam tiến vào Sài Gòn lập nghiệp. Từ quyết định này, cuộc đời Khánh Thi đã sang một trang mới. Phần 3 này, Khánh Thi dẫn dắt câu chuyện đời mình bằng kịch kết hợp với nhảy, màn đối thoại giữa cô và MC Trác Thúy Miêu của hai mảng đen trắng đối lập nhau, miêu tả những thị phi, sóng gió mà Khánh Thi đã trải qua. Những lời đàm tiếu, bình luận ác ý về đời tư của Khánh Thi được các bài báo khai thác xoáy sâu thay vì nói tới nghệ thuật chuyên môn khiến cô bị rơi vào trầm cảm, suy sụp tinh thần đến mức muốn tìm đến cái chết để giải thoát. Có thể nói, đây chính là điểm nhấn của đêm live show bởi câu chuyện, âm thanh, ánh sáng cùng những màn vũ điệu kết hợp với lối dẫn dắt đầy cảm xúc của Trác Thúy Miêu đã khiến cho phần 3 trở nên kịch tính, hấp dẫn khán giả hơn cả. Nhiều khán giả nữ ngồi dưới đã không kìm được nước mắt khi cảm nhận được những gì mà Khánh Thi đã trải qua trong thời điểm đó. Điều khán giả thích thú hơn nữa trong live show của Khánh Thi là phần xuất hiện của cậu con trai đáng yêu, Kubi. Ca khúc Tâm sự với con là bài hát cô vừa ra MV cách đây không lâu, nay được tái hiện lại trên sân khấu. Khánh Thi cũng đã khóc rất nhiều trong tiết mục này. Tình thương yêu đối với con, tình mẫu tử thiêng liêng là những cảm xúc tuyệt vời nhất mà Khánh Thi đã được trải qua. Trong live show, Phan Hiền một lần nữa làm khán giả hết sức bất ngờ vì màn trình diễn của anh. Với tiết mục nhảy múa sôi động cùng vũ đoàn nữ Sexy Lady, Phan Hiền làm chủ được sân khấu bằng những động tác nhảy múa điêu luyện. Anh lập tức nhận được màn vỗ tay, reo hò của khán giả.
Sự đầu tư cho đêm live show này của Khánh Thi là không hề nhỏ, từ ánh đèn sân khấu, âm thanh và đặc biệt là trang phục của toàn bộ diễn viên tham gia trong cả suốt chương trình không hề có sự lặp lại bởi một bộ trang phục nào. Sự tỉ mỉ, lộng lẫy trong từng bộ quần áo đầy màu sắc đã khiến cho không ít khán giả choáng ngợp. Điểm diễn cho thấy sự luyện tập không ngừng nghỉ, không riêng gì Khánh Thi mà của toàn bộ các vũ công, dancer từ Bắc chí Nam. Họ đã có các màn kết hợp với từng cử chỉ, động tác hết sức ăn ý với nhau, mang lại sự hưng phấn cho mọi người tham gia. Tuy nhiên live show cũng không tránh khỏi những hạt sạn nhỏ khiến cho khán giả mệt mỏi vì chờ đợi. Đầu tiên phải kể tới là gần 40 tiết mục là quá nhiều so với một live show về nhảy. Tiếp đó, thời lượng chương trình thì quá dài, trong khi bắt đầu biểu diễn lại quá muộn, khiến cho đêm live show bị kéo dài tới nửa đêm. Theo tấm vé biểu diễn thì thời gian biểu diễn bắt đầu từ 20 giờ, nhưng phải đến 20 giờ 35 phút, tức là muộn tới 35 phút thì chương trình mới được diễn ra. Phần giao lưu với khán giả trả lời câu hỏi trao phần quà voucher các khóa học đã chiếm tới gần 20 phút, khiến cho chương trình bị kéo dài không cần thiết. Bỏ qua những hạt sạn nhỏ thì đêm live show của Khánh Thi đã làm mãn nhãn người xem, càng khẳng định vị trí nữ hoàng dance sports chưa ai thay thế nổi của cô.